Thứ tư ngày 3 tháng 8. Tin mừng theo Thánh Mát-thêu. Bấy giờ, Đức Giê-xu nói với người phụ nữ Ca-na-an: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Lòng tin. Trong tác phẩm Con đường, Thánh José María Escrivá nói chí lý rằng: "Hãy khiêm tốn xin Chúa gia tăng đức tin cho bạn, và rồi, nhờ ánh sáng mới, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt giữa những nẻo đường thế gian và con đường tông đồ của bạn." Câu chuyện tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Đức Giê-xu chữa lành cho con gái của một người phụ nữ Ca-na-an. Điều độc đáo đó là niềm tin của bà vào Đức Giê-xu. Đó là niềm tin mạnh mẽ, là niềm tin của một người ngoại giáo, là niềm tin của kẻ kêu cầu lúc khó khăn. Bà đã đặt niềm hy vọng và tin tưởng hết cả tấm lòng của bà, và sự khác biệt đã đến. Bà đã nhận được niềm vui khi ý nguyện của bà đã thành sự. Trong cuộc sống, đức tin của chúng ta được triển nở bởi sự tín thác và kiên nhẫn vào Thiên Chúa mà không đòi hỏi hay ca thán. Thánh Gia-cô-bê dạy chúng ta: "Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn." Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin và củng cố đức tin của chúng con. Amen.